Thưa quý vị, hàng loạt vụ tai nạn thang máy thương tâm xảy ra do buông lỏng từ khâu cấp phép, xây dựng đến kiểm định. Tuy nhiên thì việc kiểm định thang máy vẫn chưa được quan tâm. Đây là lỗ hổng trong quản lý chất lượng thang máy tại các nhà ở riêng lẻ. Chiều tối ngày 25 tháng 5, một vụ tai nạn liên quan thang máy ở Hà Nội khiến hai nam thanh niên tử vong. Công an quận Ba Đình cho biết hai nạn nhân là công nhân sửa thang máy đang sửa chữa thang máy cho công trình tại ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình thì gặp nạn trao đổi với báo chí, đại diện Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh cho biết, căn nhà đã xây dựng được 7 năm và thực hiện đúng theo giấy phép xây dựng được cấp. Thời gian qua chủ đầu tư chỉ bảo dưỡng sửa chữa lại hệ thống thang máy, đại diện phường nói, hệ thống thang máy là thiết bị lắp thêm trong nhà, không phải hạng mục xây dựng nên phường không nắm được thông tin. Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sự cố thang máy đã xảy ra, trong đó có vụ rơi vận thang lồng đầu năm 2021 tại công trình thi công trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An khiến ba người tử vong và tám người bị thương nặng. Nguyên nhân sự việc do công ty không có thẩm quyền kiểm định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kiểm định nên không phát hiện các lỗi vận thăng và hậu quả thảm khốc đã xảy ra. Hiện chưa có thống kê chính xác số gia đình sử dụng thang máy lắp thêm trong nhà. Tuy nhiên, theo đại diện Ủy ban Nhân dân nhiều phường của Hà Nội, số gia đình lắp thêm thang máy là khá lớn, nhất là với các nhà liền kề, nhà ống cao từ 4 đến 6 tầng để thuận tiện sinh hoạt, khai thác tối đa diện tích của căn nhà khi cho thuê trái với thang máy chung cư thang máy trong các nhà ở riêng lẻ gần như không được quản lý đại diện sở xây dựng hà nội cho biết khi cấp phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ không có phần cấp phép cho thang máy bởi thang máy chỉ là một thiết bị công trình không nằm trong danh mục cấp phép xây dựng hiện thang máy được quy định về kiểm định do bộ lao động thương binh và xã hội quản lý theo quy định, thang máy thuộc danh mục máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Việc lắp đặt, kiểm định được sử dụng thang máy được điều chỉnh cụ thể bởi thông tư 12-2021-TT-BLD-TBCX thuộc quy định kiểm định số QTKD 02-2021 BLD-TBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Đại diện công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vina Control nhận định, kiểm định thang máy là quy định bắt buộc theo quy định của nhà nước. Việc này được thực hiện định kỳ tại các tòa nhà, văn phòng doanh nghiệp, nhưng đối với nhà dân, đa số chỉ yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng khi có sự cố hỏng hóc. Theo đơn vị này, thang máy mới sẽ có thời hạn kiểm định là 3 năm, với những thang máy có thời hạn sử dụng trên 10 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm và còn 1 năm đối với những thang máy đã sử dụng trên 20 năm có thể thấy kiểm định thang máy không chỉ đảm bảo trong quá trình vận hành của thang máy mà còn đảm bảo an toàn cho người lao động và người sử dụng đây là việc mà những ai có lắp đặt thang máy trong nhà không nên bỏ qua